Người vợ hai mồm. Úi trời ơi, lão ta ca lại tiếp tục kén vợ. Tuyển từ năm nọ đến năm kia vẫn chưa xong à? Lão này trông xấu xí mà kén chọn quá. Lão giàu có thế kia mà, còn kén đến mấy vẫn có khối cô ứng tuyển. Thôi thôi, các bà đừng thấy thế mà ham. Của cải của lão ấy không dễ gì mà lấy được đâu. Ăn được chén cơm của lão ấy có khi còn quý hơn cả vàng. Ơ, trông cô gái ở cuối hàng kia xinh quá nhỉ. Chà, đông người quá. Nhưng mình nhất định phải trở thành vợ của quý tộc Taka, người giàu có nhất vùng. Dạ, đây là tiểu thư Mika xinh đẹp nết na, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ ạ. Quần áo đẹp, làn da cũng trắng sáng mịn màng, cơ thể tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng. Không, không được. Thế này cưới về chắc hẳn sẽ rất tốn kém. Dạ không biết ý ngài thế nào. Tiểu thư Mika đây, tôi thấy về mọi mặt đều nổi trội ạ. Đây là Ayame. Tuy vẻ ngoài không ưa nhìn bằng tiểu thư Mika, nhưng đổi lại cô ấy sức khỏe rất tốt. Tôi nghĩ việc này rất quan trọng cho việc chăm sóc con cái về sau. Ý ngài thế nào ạ? Có sức khỏe là tốt, là một ưu điểm rất lớn đấy. Dạ, ngài quá khen ạ. Dạ vâng ạ. Ngoài ra, cô ấy có thể làm được việc của tận 3 người một lúc. Khá đấy. Nhưng ta có một câu hỏi, không biết cô nương đây một ngày dùng bao nhiêu bữa? Dạ, tôi vẫn ăn 3 bữa, nhưng một bữa bằng 3 người ăn. Trời ạ, thế thì có khác gì 3 người đâu. Không, thế thì vẫn tốn kém quá. Mình phải tìm được một người vợ nào một mình làm được việc của 3 người, nhưng chỉ ăn bằng một người thôi. Phải thật biến ăn giàu. Trời ạ, lão già keo kiệt bủn xỉn. Mình làm việc của 3 người nhưng lại chỉ được ăn phần của một người thôi sao? Khôn trên đầu trên cổ người ta như ông thì tôi cũng giàu. Bà mày mối kiểu gì vậy? Nếu bà không làm được thì bảo tôi, chứ thế này làm mất thời gian của tôi quá. Nào, ngài bớt giận. 30 chưa phải là Tết, vẫn còn rất nhiều cô nương ngoài kia kia mà. Tôi bảo đảm sẽ có người ngài ưng cho mà xem. Vào thẳng vấn đề, nếu tôi lấy vợ, tiền ăn của tôi sẽ tăng lên. Nên tôi muốn lấy một người vợ chăm chỉ, làm được nhiều việc, nhưng phải ăn thật ít. Cô nương có đáp ứng được không? Tưởng gì, chuyện này thì ta ăn đứt tất cả các cô gái đã tới đây ứng tuyển rồi. Dạ, tôi làm được ạ. Một ngày tôi ăn rất ít, thậm chí là không ăn gì. Cái gì cơ? Không ăn gì luôn sao? Thế thì cô cũng sẽ không làm gì phải không? Tôi không thể lấy một kẻ lười biếng như vậy được. Dạ không, sao tôi có thể là một kẻ lười biếng thế cơ chứ? Ngược lại, tôi còn làm rất nhiều việc nữa. Ui, thế thì còn gì bằng nữa. Ngài phải chọn ngay cô nương này làm vợ. Cô ta vừa xinh đẹp vừa ăn ít, thậm chí một ngày có thể không ăn gì, lại còn làm việc chăm chỉ. Thật là vô lý. Chẳng hay ngài còn phân vân điều gì nữa ạ? Chẳng phải tôi đã đáp ứng đủ những tiêu chí mà ngài đề ra sao? Cô nương đây nói phải đó ạ. Một người vợ lý tưởng như thế thì ngài còn không mau mau rước về. Chúc mừng. Sau bao ngày chờ đợi, ngài Taka đây đã lấy được cô vợ như ý. Chúc vợ chồng bách niên giai lão nha. Cảm ơn. Nhất định là thế rồi, người vợ lý tưởng của tôi kia mà. Trời ạ, phu nhân trông mảnh mai mà khỏe khoắn đến vậy cơ à. Hai, thế này thì không khéo anh em mình bị đổ việc đến nơi. Lão già xưa này vốn tiết kiệm, lấy được phu nhân về như gió được hũ vàng á. Đây, hôm nay ta đặc biệt dặn dò nhà bếp làm một bữa ăn thịnh soạn mời nàng. Nàng cứ dùng thoải mái nha. Ôi, sao chàng lại phung phí vì thiếp thế này cơ chứ? Thiếp chẳng cần ăn ngon thế đâu. Hôm qua thiếp ăn vẫn còn rất no đây này. Chẳng phải hôm qua nàng chỉ ăn một chén cơm cùng vài cọng rau thôi sao? Vẫn còn no đến tận hôm nay cơ à? Phải, thiếp đã bảo với chàng rồi kia mà. Thiếp ăn rất ít, có thể nói là mắc chứng biếng ăn nữa cơ. Mâm cơm thế này có khi thiếp ăn cả năm còn no ấy.
Biết từ chối thế là tốt đấy. Mi mà dùng thì mai ta tuyển vợ khác ngay. Ái chà chà, có vẻ lần này mình tìm được người ưng ý thật sự rồi. Tốt, tốt lắm. Dạ bẩm, sổ sách chi thu tháng này có vấn đề gì thế ạ? Người có mắt mà như mù. Tại sao ta đã cho nghỉ việc rất nhiều người hầu, nhưng số lượng lương thực cứ tăng lên dèo dèo như vậy? Có phải người đang kê khống để tư lợi cá nhân không? Quan cho tôi quá, tôi không bao giờ làm như vậy cả. Tôi một mực trung thành với lão gia, tôi dám lấy mạng sống của mình mà đảm bảo. Thế thì chỗ lương thực kia không cánh mà bay sao? Thật vô lý. Lão gia cũng thấy vô lý sao? Tôi cũng thấy điều đó từ khi phu nhân về căn nhà này đấy. Phu nhân làm việc nhiều nhưng lại ăn rất ít là thật sao? Lão gia xưa nay vốn cẩn thận, tôi nghĩ ngài nên đề phòng với phu nhân thì hơn. Người nói cũng phải. Thế này, người hãy tìm một cớ gì đó để tất cả mọi người đều phải ra khỏi nhà trong một ngày, chỉ có phu nhân là ở lại thôi. Cái gì thế này? Thường ngày nàng ngồi ăn với ta một cách nhỏ nhẹ bằng cái miệng xinh xắn trên mặt, nhưng thực chất nàng lại có một cái miệng ở phía sau đầu to tới mức có thể ngốn cả thế giới sao? Sao chàng về sớm thế? Ta không đi đâu cả, ta vẫn trốn ở đây để xem cô thế nào. Thì ra cô đã lừa ta. Cô chỉ giả vờ ăn uống nhỏ nhẹ trước mặt ta thôi. Đúng vậy, nhưng trong vùng này làm gì có ai đủ lương thực cho em ăn ngoài chàng chứ. Em phải làm cách đó mới lấy được chàng chứ. Cô ta muốn ly hôn ngay lập tức. Chàng nói gì? Chàng muốn ly hôn ta ư? Đâu có dễ thế. Ta chính là yêu quái chứ đâu phải là người thường. Chàng không được bỏ ta. Không, hãy cút đi, tránh xa ta ra, đồ yêu quái. Ta đã kém chọn rất kỹ càng, vậy mà lại lấy phải một con yêu quái sao? Chúng ta không thể xa nhau được đâu. Ta chẳng phải là một người vợ lý tưởng của chàng sao? Ta và chàng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.